Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của content mới mà Phúc vừa nghĩ ra, đó là King Trading. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa đó là vua giao dịch. Đó, với content này thì chúng ta sẽ sử dụng những cầu thủ chỉ giao dịch mà thôi, không mua bất cứ cầu thủ nào trên thị trường chuyển nhượng đem về sử dụng hết. Và nếu có đợi ấy, à nếu có mua ấy, nếu có mua cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng thì đó chỉ là phôi về và mình đập những cầu thủ mình giao dịch ra lên mà thôi. Đấy, nào, vào thôi anh em nhá. Đây đây đây, giờ sẽ tạo một câu lạc bộ này anh em ơi. Thì câu lạc bộ mình chọn chắc là câu lạc bộ đang hiện tại đang mạnh nhất thế giới đi nhỉ? Real Madrid, câu lạc bộ mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Rồi, đâu rồi. Chưa giờ là phải làm mấy cái này nữa. Thì bóng đặt tay cầm. Rồi, để Phúc làm nhá, để Phúc làm hết những cái này đã. Mà tạo mới bắt phải làm mà. Mới cái này đã bắt phải làm. Nó sút kìa. Từ Chomini nó sút kìa. Rồi bây giờ mình chuyển này. Giờ mình chuyển. Ui, chuyển cái gì vậy? Ây. Rồi, được rồi. Được rồi. Không, xe đi này là không chuyển không được luôn mới không. Nhăng đi, trời ơi, sao hướng dẫn nhiều thế, biết rồi, không cần hướng dẫn đâu, biết rồi mà, chơi game 3, 4, 5 biết rồi mà. Rồi, bây giờ, mới lập nick thì làm gì để có PP, và làm gì để có những cầu thủ, để đem đi giao dịch. Nạp, nói gì nữa, không, series này là không nạp nhá, series này không nạp, không động vào bất cứ một đồng nào hết, chỉ cày chai thôi, chỉ là cày chai thôi anh em nhá. Đây, sự kiện đúng không? Nhận nhiệm vụ sự kiện. Đây, bây giờ thì Phúc sẽ nhận cái nhiệm vụ sự kiện luôn. Nào. Đầu tiên siêu sao dê dắt hình như là sự kiện mới ấy. Đúng không, sự kiện mới. Để Phúc ra web nha. Đây. Đây rồi, dbong.scionline.gardena.vn. Rồi, xong rồi, em Phúc đăng nhập vào được rồi. Đây là sự kiện mới. Đồ đúng ngày 2 tháng 8, hôm nay đúng ngày mà Phúc mới làm con tay này luôn. Chia sẻ cái này về. Đó, chia sẻ về thôi, không nói gì hết. Chia sẻ về thôi. Rồi, chia sẻ thành công rồi. Như vậy là em Phúc đã có một lượt sút rồi đúng không? Như vậy là mình đã có một lượt sút rồi. Sút bóng đi, xem được cái gì. 800 triệu. Đây là số tiền đầu tiên em Phúc đem về sau khi chơi sự kiện. Đó là 800 triệu. Ngon, gần 1 tỷ rồi đấy, gần 1 tỷ rồi. Bú đấm. Sự kiện thứ hai sẽ là PS. PS là chia sẻ đúng không? Đây, chia sẻ luôn, chia sẻ về. Chia sẻ những cái sự kiện này về hết. Rồi, bây giờ là mình có này, mình có một lượt sút này. Sút, Garena ơi, cho em Phúc 10 điểm đấy được không? À không, cho em Phúc 5 điểm thôi. 5 điểm là cái SC này, cho em Phúc 5 điểm mà trúng cái SC này nữa thì thôi. Trúng cái 200 SC cũng được, hay là 22 tỷ cũng được. 5 điểm nhá, chơi đi. Nope. 1 điểm luôn mà. Rồi, có tiền, 11 tỷ đây rồi anh em ơi. 11 tỷ là nhiều đấy, bú đẩm luôn đấy. Còn sự kiện gì nữa không anh em nhờ? Ngoài PS với lại dây bóng ra thì còn sự kiện gì nữa không? Ghi bàn. À có luôn, là có ghi bàn luôn. Ái ra từ 1 tháng 8 luôn. Đây. Lại thêm một lần chia sẻ nữa. Đấy, lại thêm một lần chia sẻ nữa. Rồi, chia sẻ. Sút luôn. Đây nhá, có một cái cheat mà tôi chỉ cho anh em. Là anh em nhấn thế này này. Anh em nhấn lâu lên, anh em nhấn vào quả bóng lâu lên. Anh xem sút là vào. Nhấn vô quả bóng khoảng 5 giây anh em sút là vào. Đếm nhá. 1 2 3 4 5. Sai ở đâu? Nó sai đâu? Rồi, có cầu thủ rồi. Còn sự kiện nào nữa không nhờ? Nạp, còn sự kiện nào nữa thôi, không nạp. Đây, 11 tỷ ban đầu của em Phúc đây. Mới tạo à, có 11 tỷ luôn mà. 11 tỷ này nhớ cách đây tầm 1 năm trước em Phúc cày phải tầm nửa tháng thì được 11 tỷ. Nếu như 1 năm trước anh em cày khoảng nửa tháng thì anh em sẽ được 1 tỷ. Cày chưa, bây giờ là cứ tạo một phát là có ngay 11 tỷ luôn rồi. Dễ quá. Bây giờ thì mùa cầu thủ mùa nào sẽ là dễ nhất để anh em mình mua về giao dịch đây. Anh em chỉ cho tôi với.
ở cái sự tư vấn của anh em sẽ là 23NG cộng 1. Trời đấy, trời đấy, trời đấy, 200 tỷ là trôi đấy. Đấy, mua hết luôn nhá, 11 tỷ này mình mua hết luôn. Đó rồi, ok rồi anh em ơi. Sau khi em Phúc mua được những cái cầu thủ này ở trên thị trường chuyển nhượng về rồi, chắc cũng nhiều đấy chứ, 40 cầu thủ tổng cộng là 40. Đó. Thì bây giờ á cái gì đấy? Qua về này. Mới mở mở hết đi, mở hết đi. Mở hết một đống này xem sao. Mở hết một đống này xem thử như thế nào nhá, ra cái gì được đây. Rồi, hy vọng là anh em đã xem, mọi người cho em Phúc xin một like nha. Đây. Không có gì hết, không có gì hết mà không pháo hoa, không có lửa, không lộc gì hết luôn. Và đây, đây sẽ là đợt tân đầu tiên của chúng ta. 1999. Mà số đẹp chưa, số đẹp chưa? Chơi đi. Nope. Cái gì vậy, cái gì nữa? Cái gì không cho giao dịch luôn? Rồi, quay lại đi, quay lại. 1999. À, đổi giá hả? Ok, đây phải đổi giá đúng không? Đây. Sẽ là tân giao dịch đầu tiên của chúng ta. Chơi đi. Nope. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Không chơi luôn mấy lần rồi đấy. Đây, tân đầu tiên. Tân đầu tiên nha. 1999, số này rất là đẹp nha. Tân đầu tiên. Chơi. Một số điều kiện thay đổi do giá hoặc điều kiện tuyển chặt đã thay đổi kể từ thời điểm giao dịch được chọn, vui lòng kiểm tra lại là sao? Cái này là sao vậy anh em ơi? Cái này là thay đổi do giá hay là thay đổi do cái gì vậy? Hay là phải có ít VIP mới giao dịch được? Thử pick ông số 2 nha. Mình thử giao dịch ông số 2 đi. Rồi 1988 nha. 1988. Đây sẽ là tân giao dịch đầu tiên của chúng ta. Mày đầu tiên nãy giờ đấy, đầu tiên từ nãy đến giờ rồi đấy. Chơi. Nope. Cái gì nữa vậy? Trời ơi. Không cho giao dịch. 1800. Thôi được rồi. Tân đầu tiên của anh em mình là 1800 nhá. Chơi đi. Rồi, vô được rồi nè. Ôi, vô được rồi. À, đợi từ này đến giờ mới làm được một pha đầu tiên. Đây. Sẽ là 3 mùa đầu tiên mà chúng ta có thể đem về. Thì em Phúc sẽ mở lần lượt. Đó là mùa TT. Ô, Owen cộng 7. Đây rồi. TT cộng 7 luôn. Nào. Mùa thứ hai sẽ là Unsung Player. Hay gọi cách khác đó là mùa Úp. Thử xem. Umtiti. Một hậu vệ cực kỳ chất lượng của tuyến Pháp. Và đây, mùa MC này mà. Ra CR7 là endgame luôn thật. Ra CR7 là coi như endgame luôn. Đó. Ra CR7 là coi như endgame luôn. Nào. Kingsley Coman. Và ba cầu thủ đầu tiên của chúng ta sẽ là Owen, Umtiti và Coman. Thì em Phúc xin lựa chọn. Em Phúc xin chọn ai đây? À, em Phúc sẽ chọn ai đây? Tất cả sẽ đến từ sự tư vấn của anh em. Owen lấy vía. Ok. Theo như những cái sự tư vấn từ những người anh em của tôi thì Owen sẽ là nền móng đầu tiên trong đội hình này, viên gạch đầu tiên. Owen 1TT cộng 7. Đây, tân thứ hai được 1.900 tỷ. Tân thứ hai. Trời. Nào. Mùa NHD. Ê, mùa này rất là dễ ra cộng 8 anh em nhá. Rất dễ ra cộng 8 luôn. Đầu tiên thì em cũng sẽ mở cái mùa NHD đi. Ai đây? Machisio rất lạ nha. Machisio hơi lạ nha. Và mùa thứ hai đó là mùa Úp. Mở đi. Sergio Busquets à? À, dạ, chỉ số 107 luôn. Số 107 luôn. Mùa hot thì sao? Ronaldo. Đây rồi. Nhưng mà ấy, thật sự để mà nói với anh em luôn ấy. Để mà nói thì Ronaldo ấy, Ronaldo thì ai cũng biết rồi đúng không? Ronaldo thì lấy để làm gì, nhiều người sử dụng rồi nên tôi bỏ qua Ronaldo nhé. Em Phúc bỏ qua Ronaldo. Không biết là có ông bầu nào muốn lựa chọn cầu thủ trong cái tên này không nhỉ? Busquets đi ăn Liêm không nổi đâu à. Busquets là một cầu thủ rất là nhiều người sử dụng trong đội hình Barca rồi. Nhưng Machisio ấy, trong cái game này em Phúc rất là ít khi thấy được sử dụng luôn. Chưa thấy ai build Juventus mà sử dụng Machisio thì em Phúc sẽ đem Machisio này ra ăn sáng. Được chưa? Tôi đem Machisio này ra ăn sáng. Viên gạch thứ hai trong đội hình này, Machisio NHD cộng 5. Ok chưa? Đây sẽ là tân thứ ba của chúng ta. 1.800 tỷ thôi. Chơi đi. Hai cầu thủ cũng được, không quan trọng. Hai cầu thủ cũng được. Đấy. Đây rồi, mùa NH. À không phải, mùa LH nha. Mùa LH lại rất là ngon nha. Toàn những cầu thủ quốc dân thôi. Phải ra quả Gullit là coi như endgame luôn.
ra của Gullit là coi như endgame luôn. Romero. Romero, Romero của em Phúc. Romero của em Phúc. Mà TC này mà ra cộng 7 nó thì thôi. Cộng 7 luôn. Under. Under được cơ. Không, lấy thủ môn làm cái gì? Đã có một ST đó là Owen rồi thì hiện tại em Phúc vẫn đang thiếu hai cái cắn và Under trùng hợp làm sao đã được vị trí GW. Mà đã vậy thì Under mùa này nghe anh em bảo còn 2-5 năm nữa. Thế thì đem về luôn. Đó, đem Under này về luôn. Được chưa? Nào. Tá GW luôn thay vào luôn em nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta tới với tầng thứ tư đi, sao việc tiếp. Tên thứ tư, cầu thủ thứ tư trong đội hình này sẽ là ai đây? Nào. VTG với lại mùa cóc. Cái mùa cóc này là hay ra Zondo lắm này. Đó. Nếu ra Zondo là bú động luôn nha. Nào. À, Sadio Mane. Ui, Sadio Mane à. Cùng chơi đấy. Mùa thứ hai xem sao. Veteran. Trời đi. Modeste à? À, anh em đều chọn Mane ạ. À. Anh đều chọn Mane hết nhưng không. Nhưng không. Em Phúc chọn cho mình một lối đi riêng. Modeste. Đây là cầu thủ tôi chưa từng được trải nghiệm trong game FC Online này. Đây. Em Phúc trải nghiệm cầu thủ mới mới được, trải nghiệm mùa mới thôi. Trải nghiệm xem thử như thế nào. Bây giờ Modeste này đá cho câu lạc bộ gì đây? Borussia Dortmund. Uầy, chân 3 năm à. Cao 1m87 đánh đầu mặt. Đây là tiền đạo mà em Phúc còn thiếu. Đúng rồi, Owen có thể đá cắn cũng được. Đấy, Monete sẽ là đầu tàu chính của chúng ta. Được chưa? Rồi. Ra trực tiếp thôi. Tới với tên thứ 5 thôi. Đây sẽ là cầu thủ thứ 5 trong đội hình này. Ai đây? Aston Villa mùa này chắc là mình nghĩ ra được cầu thủ 1 line đấy. Thường là mấy cái câu lạc bộ là ra line hoặc là ra tiền đấy. Tiền đi nhở, hay là tiền mua cầu thủ mới. Đúng không, ra tiền đi. Aston Villa. Ai già có thủ môn luôn, có thủ môn mới luôn. Còn mua cóc thì sao? Mua cóc. Benito cộng 6. Mục tiêu của mình là full đội hình cộng 6 đúng không? Mục tiêu của anh Phúc là full một đội hình cộng 6. Thì bây giờ ấy, nếu mình mua cộng 6 về là end content luôn rồi, còn gì hay nữa đúng không? Nếu mình mua cộng 6 về còn gì hay nữa. Đấy. Tôi chọn nhà vô địch World Cup trong cái tên giao dịch này, đem về một thủ môn chất lượng cho CD này thôi. Nào, đem về nhà vô địch World Cup thôi. Có thủ môn rồi, có đầy đủ rồi. Rồi, tên tiếp theo, cầu thủ thứ 6 trong đội hình. Nào. Mùa hot. Mở đi. Gullit. Ai da. Thôi xong, content đến đây thôi thật sự. Content đến đây thôi. Gullit của tôi. Ai da. Rau Gracia. Gullit mùa hot à. Nếu lấy Gullit là endgame à? Không, vậy thì tôi không muốn lấy Gullit. Đây là series mà em Phúc có thể trải nghiệm được những cầu thủ mới, những cầu thủ chưa bao giờ được anh em trải nghiệm ra. Những cầu thủ mà ít người đá. Đấy, tôi không muốn dùng Gullit. Gullit nó đại trà lắm rồi. Đó. Nào, lấy Rau Gracia này đi. Rồi. Bây giờ sẽ là tên cuối cùng để chúng ta có thể giao dịch rồi, vì căn bản là em Phúc cũng hết cầu thủ rồi anh em ạ. Nào, tên này rất là quan trọng nha. Tên này quan trọng đấy. Rồi. Mùa LH và mùa Úc ra liên tục luôn. Ha, mùa Úc ra liên tục luôn mà. Wilson Manafa. LH thì sao? Kaka. Ricardo Kaka. Đội hình của tôi chưa có một siêu sao nào hết thật sự. Đội hình của em Phúc chưa có một siêu sao nào hết. Theo như tất cả sự tư vấn của anh em thì Manafa. Đây, Manafa sẽ là cầu thủ được chọn. Rồi. Manafa luôn, tôi sợ gì? Sợ thì đi về, lấy luôn chứ sợ cái gì? Lấy Kaka làm gì đúng không? Rồi xong. Xong rồi, RB luôn, thay vô luôn. Như vậy là sau 7 lượt giao dịch thì em Phúc vừa xây dựng được 7 cầu thủ là những viên gạch đầu tiên cho content King Trading của chúng ta. Đây, nếu như muốn giao dịch tiếp thì chúng ta phải đi làm nhiệm vụ sự kiện. Mà muốn làm được cái nhiệm vụ sự kiện ấy thì chúng ta phải đi đá, chúng ta phải đá.
chúng ta phải đá rồi đấy. Nào, bây giờ mình chỉnh lại cái phòng thay đồ đó, chỉnh lại phòng thay đồ một chút xíu. Nào, đồng phục, xài những cái mũ đặc biệt thôi, thật sự xài những cái áo đặc biệt thôi. Đây. Rồi, xài áo như vậy được rồi, xài những áo bình thường thôi, không cần là không cần, nói chung là bóng loáng quá đâu, không cần theo câu lạc bộ đâu. Nào, sân vận động nữa, sân vận động nữa. Đấy, cái này rất là quan trọng nha. Một trong những sân vận động đẹp nhất game. BC Play. Đây sẽ là sân vận động chính thức của chúng ta. BC Play. Nào. Đây. Chúng ta sẽ cùng đem đội hình này chinh phục thế giới. Và đây sẽ là trận đấu đầu tiên đấy. Monete này. Từ thôi đừng vội. Đây, Machisio. Machisio chưa hay nha, Machisio chưa thấy hay nha. Under này. Ta thử xem. Monete. Nope. Quá hay, Monete vẫn hay nha, Monete đang hay nha. Cơ hội đầu tiên sẽ là của Monete rồi đấy. Under này tạt bóng khá là tín đấy. Chưa được luôn mà. Ăn Phúc không lấy cái vật phẩm đặc biệt là có gì trong đấy vậy? Từ thôi. Monete. Nope. Trời ơi. Cái gì vậy? Xem lại nào. Ui trời ơi, một cú đá sở trường như vậy mà xuất ra ngoài. Trời ơi, Monete đá như vậy thì sao có thể cùng em Phúc đi chinh phục thế giới đây? Lại thử xem. Đây rồi. Đây rồi, sai lầm thứ nhất thôi, chỉ có đúng một sai lầm thôi. Đó. Anh em dần quen với những pha sút bóng như thế của Monete đi. Anh em dần quen đi. Sau này Monete sẽ cùng tôi chinh phục thế giới thời gian dài đấy. Nào, như vậy là bàn thắng đầu tiên đã tới rồi. Ra biên, cứ bây giờ là cứ cảm thấy mà không lên bóng được ấy. Cứ ra biên là chống nhất. Monete. Đỡ đi. Nope. Không đỡ được. Không bao giờ đỡ được trái đấy. Vì có sút vô gôn đâu. Vì em cũng có sút vào gôn đâu mà đỡ. Chật vật thế giờ, mình ép sân từ nãy đến giờ mà chưa ghi được bàn, chật vật thế. Monete. Monete này sẽ cùng tôi, sẽ là cầu thủ cùng tôi đi đến hết series này. Rồi. Làm ngay trận đấu thứ hai đi, anh em chê quá. Anh em chê nhiều quá, làm ngay trận đấu thứ hai được chưa? Đá nghiệp dư thua thì thật sự điên lắm ấy, nghiệp dư mới thua đấy, thật sự ông nào phải gọi là đá ngu lắm nghiệp dư mới thua. Chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu thứ hai. Rồi, hết rồi. Tới đây là hết rồi. Rồi. Tạt đi. Mana phá đang rất hay. Phan Thành đã donate cho Phúc Zola một. Em cảm ơn anh. Ui. Tính anh ít nói. Hello mọi người. Ui giời ơi, em cảm ơn Phan Thành nhiều nhá. Một người ưa nói như em thường thích người kiệm lời. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây rồi. Under này tạt rất hay nha. Từ. Không tạt được. Không được luôn mà, bước một tệ thật sự luôn đấy. Nguyên đội hình bồ này khó khăn với em Phúc quá. Rồi, cái gì mà qua dễ vậy. Một pha phạm lỗi mang đầy tính chiến thuật. Cái chất thép. Rồi, không, cái gì mà tự nhiên giơ chân lên vậy Owen ơi. Rồi, cái khúc này. À, không sao. Hên quá. Đi, lên. Monete. Tốc độ của Monete. Monete. Trời ơi, cơ hội như vậy rồi không ăn được. Sao tự nhiên cảm thấy là Monete này khó đi cùng em Phúc ở cái series này đấy. Lê Đức Phú đã donate cho Phúc Zola. Cảm ơn Lê Đức Phú nha. Hello, này quá không gặp nhỉ. Đá như cặp. Đừng làm gì mà thô thế thật sự luôn ấy. Thật
sự luôn đấy. Làm gì mà thô thiển đấy Phú ơi. Hôm nay em có chuyện gì buồn hay sao mà tự nhiên nói chuyện với em thô thế? Lâu ngày không gặp là chúng ta phải trao nhau những cái lời yêu thương, nhưng bây giờ mới vô nói những cái lời thô thiển như vậy. Rồi, đừng sút, xin em đừng sút. Ôi, rồi. Em cũng hết sức rồi. thật. Cố hết sức rồi. Chúng ta có cơ hội, chúng ta có những cơ hội để gỡ hòa, nhưng Monette là cầu thủ không biết trân trọng những cơ hội của mình và để cho nó trôi qua. Không sao. Nhưng lấy lại một bàn được không? Lấy lại một danh dự cũng được. Đó, lấy lại một bàn danh dự đi. Lỗi cái gì nữa? Cái bàn đó trúng băng mà sao lỗi Tài ơi? Tài đứng gần nhưng mà Tài không thấy. Sao mà vào được? Rồi, hết giờ rồi, thôi. Không sao hết. Người ta bảo thất bại là mẹ thành công. Em Phúc sẽ coi cái sự thất bại này là một bài học dành riêng cho mình. Và ở những trận đấu sau, em Phúc sẽ tin tưởng đó là đội hình của mình. Đó, em Phúc tin tưởng đội hình của mình có thể giành được chiến thắng. Thất bại là mẹ thành công nhé. Một game nữa đi, để chứng minh cái sự thất bại lúc này chỉ là một tai nạn. Đó, là một game nữa để chứng minh cái thất bại lúc này chỉ là một tai nạn mà thôi. Cố lên nào Phúc ơi, anh em đang xem, anh em đang nhìn đây. Đây, under này. Rồi. Nope. Trời ơi. Owen ơi, sút cái gì đấy? Owen sút cái gì vậy? Garcia đang di chuyển. Garcia. Đây rồi. Bàn thắng đầu tiên. Garcia. Đỡ đi. Tờ Châu Amini ơi. Đối mặt thủ môn sút không vào vậy. Biên đang trống, cái biên đang rất là trống. Và đây là Under này. Cái gì nữa vậy? Under đá cái gì đấy? Ui ôi, sút FD như vậy, nó căng lương như thế. Góc đẹp như vậy. Sút không vào. Garcia đang di chuyển nha. Ở trong có Monte. Đó. Cái gì nữa vậy? Monte ơi. Khỏi chấm. Làm cái gì vậy? Rồi, Monte. Không thể nào không vào được. Em dần quen đi. Tập quen với điều đấy đi. Có những lúc em Phúc khó, Monette luôn là cầu thủ có thể tỏa sáng. Nào, Monette đang di chuyển nha, Monette vẫn đang di chuyển. Ba nhảy vào em Amy Fukuda luôn. Rồi, đây, cái biên đang trống này, cái biên của chúng ta đang trống này. Owen này tạt bóng rất hay nha. Đỡ đi. Mày đỡ. 5 bàn 20k nhận. Xong ngay. Under the cup. Em để lại xem. Không hề có một chút sai lầm nào đến từ under the cup. Sao? 5-0. Đỡ hộ. Năm nhảy vào em Amy Fukuda luôn mà. Xong rồi. Và chiến thắng này, em Phúc xin phép. Chấm ti đã donate cho Phúc Zola 20. Em cảm ơn anh chấm ti nhá. Nha em Phúc. Ok anh ơi, uy tín luôn. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Sau 3 trận đấu, anh em xem nào. Sau 3 trận đấu chúng ta được... chúng ta vào được cái danh gì đây? Sau 3 trận đấu sẽ là 2 trận thắng và 1 trận thua thì chúng ta lên được. Đó là danh nghiệp dư 1. Đánh xã hội. Mà đã 3 trận nghiệp dư 1 luôn. Cái xã hội luôn. Cay chưa? Nhận quà đi em Phúc, nhận quà đúng không? Chơi sau khi mình đá xong ấy, mình sẽ được nhận quà đúng không?
Đúng rồi, anh em có tư vấn, đúng rồi, sau khi mình đá xong là mình sẽ được nhận quà. Đó, PS. Rồi, đây. Chờ nhá, chờ rồi, có lượt miễn phí. Cho tôi 5 điểm đi, cho tôi em 5 điểm đi. 5 điểm. 3 điểm. Vẫn 11 tỷ. Là sao? Lúc nãy là 1 điểm là 11 tỷ rồi. Mà bây giờ 3 điểm cũng 11 tỷ là sao? Garena ơi, làm sao đấy? Lại làm sao đấy Garena ơi? Xong sự kiện thứ hai dê bóng. Sự kiện thứ hai là dê bóng nha. Rồi, bây giờ cập nhật nhiệm vụ lại. Đấy, bây giờ mình sẽ có lượt sút nha. Rồi xem nào, sút xem thử được cái gì. 800 triệu, hồi lòng thế. Cho nhiều hơn đi. Cho em phúc cái gói nào nhỉ? Cho phúc gói icon được không? Cho tôi gói icon nhé kẻ ơi. Chậm thế, lại 800 triệu. Hết lượt sút rồi. Như vậy em cũng được búa được 4 lượt rồi anh em ạ. Rồi cái gì đây, nhận quà. Đây, chào bạn mới, đón bạn cũ. Đây, lại có thêm tí gói cầu thủ nữa. Ok, còn ở đâu không? Có mini game kìa, Phúc ơi, mini game nào vậy? Mini game nào đấy? Mini game. Hộp thứ hai à, hộp dừa đúng không? Chơi thử mới biết nha. Chúc mừng bạn đã dự đoán chính xác, hộp có huy chương. Là sao? Để làm gì vậy? Chơi thêm một cái được không? À, mỗi ngày thì chỉ được chơi một lần thôi. Anh em ạ. Huy chương để làm gì vậy? À, huy chương để đổi mấy cái này nè. Em Phúc bây giờ 100 huy chương. Lấy 1.000 SC từ Garena. Mở quà mình đi. Rồi, được gói cầu thủ này. Ái da, gì đây? S VIP. Rồi, S VIP đấy. Đây, mình có mấy gói cầu thủ này. Mình mở gói cầu thủ trước đã. Chia sẻ đi ạ, em chia sẻ rồi mà. Em đã chia sẻ rồi. Rồi. 6 gói cầu thủ. Đây, 6 gói cầu thủ anh em ơi. Xong rồi. Là được, nói chung là cũng 6 con cùi thôi. Rồi. Như vậy là ngày đầu tiên chúng ta sẽ kết thúc với 7 cầu thủ, đó là Mondete, Raul Garcia, Under, Owen, Wilson Manafá và nhà vô địch World Cup Martinez. Đấy, content ngày đầu tiên của chúng ta kết thúc ở đây thôi. Và em Phúc ở hiện tại đang ở gian gì nhỉ? Em Phúc hiện tại đang ở gian nghiệp dư 1 và tập thứ hai anh em sẽ chinh phục mức gian mới. Ok. Nếu như anh em thích content này nhớ để lại comment cho em Phúc biết nhá. Rồi, content tập 1 tới đây thôi anh em ạ.